chào quý vị của Bảo Thi Shop. Bảo Thi chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Bảo Thi rất nhiều trong thời gian qua. Với cái địa chỉ là quý vị đến với Bảo Thi là 9191 Bosa Avenue số 128 Westminster, nằm ở trong khu chợ Á Đông quý vị. Đường lái xe đi vô chợ Á Đông quý vị, rẽ tay trái vào vô Bắc Kinh thì quý vị thấy ngay cái bảng hiệu Bảo Thi Shop màu xanh. Đó là thương hiệu của Bảo Thi. Ngày hôm nay Bảo Thi sẽ giới thiệu tới quý vị những cái sản phẩm mà quý vị đi tìm hoài không ra, thì hôm nay Bảo Thi đã tìm được cho quý vị. Thứ nhất là sản phẩm dầu gội đầu trị rụng tóc. Thì hôm nay Bảo Thi sẽ giới thiệu cho quý vị sản phẩm mới, đó là Golden Shampoo. Golden Shampoo này quý vị chỉ cần shampoo thôi, không cần conditioner nha quý vị. Bảo Thi đã xài rồi và thấy rất là good. Và Bảo Thi đã đem tới cho 100 quý khán giả rồi. Thì tất cả 100 người đó đều nói cho Bảo Thi biết là sản phẩm này rất tốt, trị rụng tóc và mọc tóc sau thời gian. Chúng tôi sẽ cho quý vị thấy rằng là trong cái ingredient của nó gồm có đông trùng hạ thảo, cái xác đông trùng hạ thảo đó quý vị. Rồi trái berry, rồi là nó có cái trái bồ kết của Việt Nam mình, rồi sâm, rồi cái lá đặc biệt của Đại Hàn. Thì năm cái ingredient này nó sẽ giúp cho quý vị không có bị rụng tóc và mọc tóc lại. Cái quan trọng là quý vị chỉ cần xài shampoo thôi, quý vị không cần xài conditioner. Với cái giá rất rẻ là 730mg, quý vị trả 27 đồng. Nếu quý vị mua một set 2 chai thì quý vị trả cho Bảo Thi có 50 đô la thôi. Nếu ở xa thì quý vị trả thêm cho Bảo Thi tiền shipping. Đó là sản phẩm shampoo trị rụng tóc Golden. Cái sản phẩm thứ hai là cái này là cái kem để mà dành cho phụ nữ nào mà muốn cho cái bộ ngực của mình được nở nang, thì chúng ta chỉ cần thoa gel này mỗi ngày 1-2 lần và chúng ta massage trên cái ngực của chúng ta thì cái ngực của quý vị sẽ săn chắc và nở nang. Đây là sản phẩm mà quý vị đã từng hỏi cho với Bảo Thi là phải tìm cái sản phẩm này cho quý vị. Thì quý vị nào có nhu cầu về săn chắc bộ ngực hoặc là làm nở nang bộ ngực thì quý vị đến với Bảo Thi có cái gel này. Đây là cái sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản, Japan đó quý vị. Cái sản phẩm thứ ba là quý vị biết là Bảo Thi có cái BD. BP đây là cái sản phẩm mà dành cho những người đai ở BD thập chu, tiểu đường loại 2 đó quý vị. Thì cái sản phẩm này Bảo Thi đã thử qua test qua chừng 10 người thì họ thấy là cái lượng đường đưa tới cho họ nó cân bằng lượng đường rất là tốt. Cái sản phẩm này nó có 90 gói trong một hộp như vậy. Cách dùng như thế nào để cho khi chúng ta uống cái gói này vô trước bữa ăn một ngày 2 lần hoặc 3 lần, nhưng mà Bảo Thi uống thì 2 lần thôi. Thì quý vị pha một gói này với lại 4 ao nước ấm nóng nóng thì quý vị uống trước khi liền sau đó quý vị ăn vô. Tức là trước khi ăn chúng ta uống xong chúng ta ăn liền để cái lá này là quý vị, cái lá này là ở bên Nhật đó, Pilosa này, thì nó sẽ cân bằng lượng đường cho chúng ta bằng cách là khi chúng ta uống cái này vô, chúng ta ăn thức ăn vô thì nó chuyển hóa thức ăn, nó lấy đường đi cho chúng ta, rất là hiệu quả. Chúng ta uống cái này khi chúng ta có diabetes, cái tiểu đường loại 2 đó quý vị, mà không bằng cách nào để ta cân bằng thì chúng ta có cái loại này. Cái sản phẩm thứ ba mà Bảo Thi nhắc tới quý vị đó là Nut Morning. Nut Morning này là cái loại sản phẩm mà nó lấy alcohol từ trong lá gan của chúng ta đi ra. Thì quý vị nào đó mà lấy cái gas ở trong lá gan mà chúng ta có gas nhiều á thì nó lấy ra chúng ta. Một hộp có 10 gói, một ngày chúng ta uống một gói mỗi buổi sáng thì trong vòng một tuần lễ chúng ta uống 3 gói được rồi. Nhưng đặc biệt cho những quý vị nào hay uống rượu uống bia thì chúng ta nên mua cái Nut Morning này chúng ta uống trước khi chúng ta đi uống rượu uống bia, chúng ta uống một gói thôi. Quý vị uống đi, xong ngày hôm sau quý vị, sau một ngày mà quý vị đã uống bia nhậu thoải mái rồi đó, buổi sáng dậy thì quý vị sẽ thấy là cái đầu của quý vị sẽ không bị chóng mặt, không ói mửa. Nó lấy ngay cái alcohol khi quý vị uống vô, nó bốc ngay alcohol bỏ đi cho chúng ta, nó không có bị nhiễm vào gan. Đó là cái sản phẩm dành cho gan. Khi quý vị nào trong gan mình nhiễm ga nó rất là nhiều thì chúng ta có cái sản phẩm Nut Morning này. Mọi thắc mắc quý vị gọi cho Bảo Thi ở số phone 1-800-899-5565 hay 714-230-5591, 1-800-899-5565 hay 714-230-5591 để chúng ta tham khảo. Ở đây trong cái tủ này thì Bảo Thi có những cái bộ trang sức mà ở cái chất liệu bên trong nó bằng bạc, Bảo Thi phủ ở ngoài bằng vàng trắng, và cái hột đá là hột đá Sophia, hột xoàn nhân tạo, một bộ như vậy chúng tôi đang 30% off xuống. Quý vị nào có nhu cầu làm đẹp để trang sức thì gọi cho Bảo Thi để tham khảo. Đó là những cái sản phẩm mà Bảo Thi giới thiệu cho quý vị ngày hôm nay, cũng như Bảo Thi có những cái lip line, những cái bút chì mà để cho cái vẽ cái môi của chúng ta cho nó đẹp, hoặc là eyebrow, hoặc là những cái lông mi rất đẹp, beauty rất là đẹp quý vị.
Quý vị gọi cho Bảo Thi với số phone 1-800-899-5565 đến với Bảo Thi 9191 Bosa Avenue số 128 trong khu chợ ở Đông phía tay trái nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Bảo Thi trong thời gian qua. Mong rằng quý vị vẫn ủng hộ cho Bảo Thi nữa nhé. Bảo Thi cảm ơn quý vị.